một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố Hồ Chí Minh tươi đẹp. Và hành trình Lữ Khách 24 giờ lại tiếp tục với hai nhân vật hết sức đặc biệt. Xin chào mọi người, mình là Bimax. Và đây là lần thứ hai Bimax được tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ. Nhân vật đầu tiên của chúng ta đó chính là Hot Boy Bimax. Bimax tên thật là Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1993 tại thành phố Cần Thơ, nổi tiếng nhờ ngoại hình ấn tượng và diễn xuất thu hút khi tham gia loạt phim online, được rất nhiều bạn trẻ yêu mến hiện nay. Lần trước thì nhớ không lầm là mình được thả ở một cái công viên rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay không biết tại sao mình lại được thả lên trên một cái cầu. Và từ cái cầu này các bạn có thể thấy được quang cảnh của cái Sài Gòn rất là đẹp và đang phát triển của chúng ta ngày hôm nay. Ô, mật thư. Ủa gì trời? Chìa khóa là chữ E bằng 11. Vậy là mình sẽ phải thuộc 24 chữ cái thì mình mới dịch được cái này. Ôi, sáng sớm mà chương trình cho giải mật mã, giải mật thư kiểu này thì em thích lắm. Xong. Trời, tưởng gì sáng sớm mà cho cái này thì đúng là phải suy nghĩ nhiều thiệt. Phải nhớ lại bằng chữ cái. Nhưng mà đây là một bộ phim mà Bimax đã từng đóng, đó chính là bộ phim Những Cô Nàng Ngộ Ngáo. Vậy là có khả năng nhân vật mà bạn đồng hành của Bimax trong chương trình Lữ Khách 24 giờ ngày hôm nay là một người trong Những Cô Nàng Ngộ Ngáo. Bạn đồng hành của Bimax ở tập trước là bé Tuyền Tăng, là một MC. Lần này thì mình đoán nhá, mình cũng đáng đoán xem chắc là cũng là lại là nữ, tại vì có nam có nữ nó mới vui. Thì chắc là tóc dài, mắt to, môi trái tim, mũi cao, dễ thương. Nhưng mà chắc là không làm trong nghệ thuật. Và bạn hãy đi tìm bạn đồng hành của bạn nằm ở trong khu vực này. Trời, trong khu này bự lắm á. Mà phải đi kiếm hả? Ok, chơi chịu thôi, gì đâu, vui mà. Và người bạn sẽ đồng hành cùng với anh chàng Bimax trong hành trình ngày hôm nay, đó chính là cô thỏ bông hoa này đây. Sao ta thấy bóng dáng quen thuộc? Nghe chương trình đồn là mình sẽ phải đi lên cái cầu. Thì ở đây nó chỉ có một cái cầu này thôi. Đó, cái cầu có bông hoa búp bự cho bả. Yeah, có chú thỏ luôn. Ta là thợ săn đây. Ai? Đoán xem ai? Biết luôn rồi. Anh biết luôn rồi, em nói hai chữ anh biết em luôn rồi. Tôi biết. Anh Nhung Gu Minh Hô đúng không? Sai rồi. Đúng rồi. Sai. Sai gì mà sai? Nhìn là biết thấy chưa? Trời ơi. Ủa, hôm nay là mặc phong cách ninja lit nữa. Phải cố tình làm cho anh không nhận ra. Nhưng mà xui sao mà anh vẫn nhận ra trong vòng 30 giây. Em nói rồi, giọng của em rất là dễ nhận ra. Mà nhiều khi á, mình hóa trang như thế này nè, cái người bạn đồng hành của Nhung sẽ kiếm Nhung được dễ hơn. Tại thấy cái cô gì nào đó tự nhiên mặc cái bộ đồ quái hợp như thế này thì sẽ phát hiện ra nhanh hơn là đúng rồi. Nhưng mà thôi, nhiều khi phát hiện ra mình nhưng mà cũng không biết mình là ai. Kiếm được người bạn đồng hành rồi, tưởng ai xa lạ như là người thân. Cô thỏ dễ thương này đúng là Nhung Gumiho. Nhưng Gumiho có tên thật là Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1992 tại Quảng Bình. Nhờ sở hữu một gương mặt khả ái, nụ cười trong trẻo và diễn xuất ổn, Nhung Gumiho khá ấn tượng với đông đảo khán giả trẻ. Biết được anh thì em cũng an tâm rồi đó. Quen rồi đúng không? Quen rồi, từ đây rồi, từ đây không? Xong rồi tới lên cái chuyến đồng hành đó thì nó cũng sẽ vui hơn. Có nhiều chuyện để mình nói đúng không? Em chưa bao giờ tham gia chương trình này. Anh năm rồi, đây là lần thứ hai rồi đó. Cho nên anh cũng dày dặn kinh nghiệm lắm anh nha. Thôi bất công nha. Vậy anh chia sẻ cho em chút kinh nghiệm đi. Anh sẽ nhường một chút. Năn nỉ đi. Năn nỉ đi, anh lấy kinh nghiệm ra cho. Năn nỉ. Ok, lấy kinh nghiệm ra cho. Kinh nghiệm của anh là đi cái này phải lầy. Lúc buổi gần tối là lúc đó anh đi kiếm nhà anh rung hai cái chân anh luôn rồi. Anh kiểu có thể xỉu dọc đường luôn rồi. Nhưng mà kiểu người ta nhìn anh, người ta không tin tưởng cho anh vô nhà. Không, mà ta lúc đó nhìn mình đói quá, kiểu mình mệt quá, kiểu mình chị ơi cho em ở qua đêm được không, em đang kiểu bị cầu bớt nè. Tự nhiên người ta thấy dễ thương quá, người ta cho ở đó.
đó mà. Chứ mình mà kiểu mình tươi tươi vậy người ta tưởng mình vậy hả? Không có à, tức là bây giờ là tới đó là em phải đừng có vui kiểu mặt bơ vơ kiểu bị rớt từ trên kia rớt xuống không biết là đâu á. Nhiều khi mình tới đó mình buồn mình đói thiệt á. Ờ thì đó đói thiệt á. Nhưng không mà anh xin bao nhiêu nhà thì anh mới được vào? Anh đi gần hết cái xóm á. Dễ hả? Ở nhà cuối xóm mới được á. Vậy nếu mà nhà cuối xóm không đồng ý thì sao? Qua xóm khác. Khu đó nhiều sớm mà. Ừ, nếu mà mình không cho mình ở thì có mưa nè, trả mưa ra mình ngủ. Anh em mới mua luôn hả? Ừ. Em không biết, em không đem luôn. Lá thư định mệnh kìa các bạn ơi. Em đọc đi. Chào mừng các bạn đến với chương trình truyền hình thực tế du lịch kỳ thú phiên bản lửa khách 24 giờ. Mỗi người sẽ được cung cấp gì? 50.000 đồng. Hình như tiết lộn số thiếu một số không đúng không? Thiếu số không đúng không? 50.000 à? Cho hành trình nắng gió 2 ngày 1 đêm. Trời ơi 50.000. Tại thành phố Bảo Lộc. Mà sao sống trời? Năm chục ngàn. Không có gì khó. Chỉ có tiền là được. Yes. 100.000. 100.000. 100.000. Yeah. Ai đưa? 2 ngày. Cũng không có gì khó. Yeah. Yeah. Đi. Đi. Anh sẽ đánh đàn dạo kiếm thêm cho em. Được đó. Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở. Vậy thôi em múa cái bên. Tính ra không làm được gì luôn. Tập đàn mà đánh cũng không hay, mà hát cũng không được. Yeah, yeah. Tới thành phố Lộc rồi á. Mát quá. Khác hẳn cái không khí ở thành phố Hồ Chí Minh luôn đúng không? Đảo không khí đây đảo á. Thôi thách của chương trình. Em lấy đi. Tăng. Các bạn đã đến với thành phố Bảo Lộc. Bây giờ cùng tìm đến trạm dừng chân Trà Tâm Châu gặp chị Hải Anh để nhận thử thách đầu tiên. Đi thôi, let's go. Chị ơi, chị cho em hỏi, tụi em muốn gặp chị Hải Anh. Em đây ạ. Mời em xin ngồi. Ờ đúng rồi, chị Hải Anh. Ờ kiểu chị. Mọi người chạy đi hết đi cho mình chọn đúng người luôn á. Ờ hay thiệt luôn á. Rồi anh chị mời anh chị ngồi xuống đây đã. Dạ. À, xin tự giới thiệu, mình là tên là Hải Anh. Mình là chuyên viên về trà ở công ty Tâm Châu. Yeah. Nhưng mà trước hết thì khi mà đường xa đến đây thì mình muốn mời các bạn thưởng thức về trà. À, ở đây mình có 4 vị trà. Đây là trà Ô Long Bao Nhôm, còn đây là trà Lài. Đây là trà Ô Long Phú Quý và là trà xanh Mốc Câu. Đây, mình sẽ pha thử 4 loại này cho các bạn. Trong khi mình cho thời gian pha trà thì các bạn sẽ ngửi cái mùi hương của trà nha. Yeah. Mình đang nhận là mình đang cầm thử thách của hai bạn. Mình có thể làm 4 câu thơ chẳng hạn, 4 câu thơ lục bát hay là tùy thuộc tự do về trà Bảo Lộc đi. Dạ cũng được. Okay. Nhớ người yêu quá Ô Long. Ghê, cũng nghĩa là nhớ người yêu uống chất uống Ô Long à? Không, phải nó phải là ngay cái chỗ này thử thêm một chữ khác nữa, phải không? Sáu tác là như vậy. Bảo Lộc ngày nhớ đêm mong. Hay. Nhớ người thương quá Ô Long trên bàn. Tuyệt vời. Trong lòng cảm thấy hoang mang. Mời người thương nhớ sang đây uống cùng. Rồi dù sao bài thơ cũng rất là ý nghĩa. Và trong 3 phút mà các bạn làm được như vậy thì cũng hoan nghênh cái tinh thần của các bạn. Công ty cũng có 2 phần quà dành cho các bạn. Các bạn, cũng có quà chị, thật là ngại ngùng quá. Trước khi cho quà thì mình cho thử thách trước cho các bạn nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Em đọc tiếp đi. Rồi, ok. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Các bạn hãy đến gặp chị Phượng Vi để nhận thử thách. Địa chỉ 23/10 Nguyễn Trãi, Lộc Thanh, Bảo Lộc. Tự đó thôi. Ok, let's go. Đi. Dạ, chào chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Này đâu vậy trời? Đây nãy mình bên kia chỉ vô đây nè. Sao chẳng ước? Dạ, alo ạ. À. Chị ơi, cho em hỏi hỏi địa chỉ thì chị. Dạ, cho em hỏi đây có phải nhà của chị Phượng Vi không chị? Dạ, dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều ạ. Năm. Bây giờ mình đi vô bên kia, coi. Trời ơi. Ghê. Có đôi trẻ đang lạc đường. Cô hỡi thì cô. Ê, thấy rồi. Coi cô cho con hỏi nhà chị Phượng Vi ở đâu ạ? Dạ. À là kia 23/10 đúng không?
Ủa đây hơi xịt nè. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn nhiều ạ. Dạ đến rồi. Dạ chào cả nhà mình. Ok. Dạ chị. Chị ơi cho em hỏi đây phải nhà chị Phượng Vi không ạ? À đúng rồi em. Dạ em chào chị. Dạ chào chị. Chị là Phượng Vi hả chị? Đúng rồi em, mời em vào nhà. Dạ. Dạ em xin phép. Dạ, tụi em tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ thì có một cái mật thư là phải đến tìm chị để nhận thử thách. Trước khi mà hai em nhận thử thách ha, thì hai em phải tập và hát cho chị được một bài hát về bảo lộc của chị. Dạ. Sau khi mà hai tụi em biết hát được bài này rồi chị sẽ ra thử thách cho hai em. Dạ. Được không ạ? Dạ. Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn em. Đi giữa hương chè bà. Em có biết bài này không ạ? Đi giữa hương chè bà lao. Bà lao. Dạ. Biết chưa? Dạ chưa. Có hát bao giờ chưa? Dạ chưa. Rồi bây giờ chị hát câu rồi hai em hát theo nha. Dạ. Dạ. Nhưng mà nói giống như mọi người. Giọng hát của tôi rất là kinh khủng. Không sao em, hát hay không bằng hay hát. Dạ. Về bảo lộc giữa hương chè xanh ngát, lời chào mời bằng những tách trà thơm. 2, 3. Về bảo lộc giữa hương chè xanh ngát, lời chào mời bằng những tách trà thơm. Nói chung là cũng hay đó. Sắp hay hay hơn nữa nha. Trời ơi, chuyển giọng vậy. Được đó được. Trời. Và tiết mục văn nghệ của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Cảm ơn khán giả rất nhiều, cảm ơn khán giả cho lòng. Vô. Bắt đầu. Quên đang hát. Múa nữa. Ok múa. Mình cầm một ly trà mình uống, mình diễn á. À ok diễn. Okay. Ok. Trời ơi, hay quá. Mình phải có món minh họa nữa. 2, 3, bắt đầu. Vô. Về bảo lông giữa hương chè xanh ngát, lời chẳng bằng những tách chè thơm. Vì quê hương vàng xanh. Vì quê hương vàng xanh ngát. Vàng xanh trong vắt. Vàng xanh trong vắt. Hương chè bờ lao quyên luyên. Níu chân về bảo lộc. Tự nhiên uống chè ngon quá quên mất rồi. Về bảo lộc. Hai bạn lại nè. Dạ. Về bảo lộc giữa hương chè xanh ngát, lời chào mời bằng những tách chè thơm. Vì quê hương vàng xanh trong vắt, hương chè bờ lao quyên luyên níu chân. Về bảo lộc trù phú và thơ mộng. Bảo lộc ơi. Bảo lộc ơi. Bảo lộc ơi. Vô, vô đi, rồi. Bây giờ chị sẽ dắt hai bạn ra vườn hái chè. Ok. Rồi giới thiệu với hai em đây là vườn chè của nhà chị nha. Dạ. Rồi bây giờ hai em đi vô đây này. Trước khi đi vô hái chè thì chị đây chị cho mỗi em một cái gùi. Đây là cái gùi để hái chè. Rồi em đeo vào. Bạn nữ đeo vào nào. Rồi bây giờ mình vào hái chè nha. Đây nha, bây giờ hái này là mình sẽ ngắt cái đọt này nha. Đó. Cái đọt này á là người ta về là người ta sẽ chế biến để trà thành làm trà xuất khẩu rồi đó, trà mà để bán ngoài thị trường đó. Em đếm đầu trà nha, từ trên xuống dưới là một búp là 3 lá mình hái ha. Đó, nhưng mà ở đây người ta có cái kỹ thuật hái chè rất là nhanh. Là hai tay luôn, được chưa? Còn cái trà nãy á mà chị pha cho hai em uống đó là hái những cái lá trà như thế này nè. Dạ. Cái lá trà này về xong mình chỉ có việc rửa qua, mình vo ra và mình nấu nước thôi mình uống. Là lá trà già này mình mới uống nha. Còn trà này là để mình chế biến. Lắng trời ơi, cái đọt trà này mà khi mà mình bị đau bụng á ăn cũng rất là tốt luôn đó. Em ăn đi. Không có vấn đề gì hết, rất là tốt luôn á. Rồi bây giờ là chị sẽ giao thử thách. Nghe cho kỹ nha. Trong vòng 15 phút hai bạn nào hái được số lượng chè này nhiều hơn là bạn đó sẽ là người chiến thắng. Thời gian thử thách dành cho hai bạn. Em lấy thêm mấy chè tươi này em độn thêm cho nó nặng. Thế bây giờ mình bước hoa không mà không bước đọt được không? Nhìn em quăng coi chừng, em cầm em quăng không nó rớt hết đất. Nó lại không có cái nào hết.
Em qua đây nhiều nè em. Mỗi giờ gọi gì anh? Qua đây nhiều lắm nè. Qua đây ít đọt nè, qua đây qua đây. Đâu anh lại anh coi coi nãy giờ nhiều. Trời cũng nhiều bộ. Trời cũng nhiều bộ. Ủa cơ. Ăn trộm, thôi em né ra. Không có, anh thấy này nó bị non quá, đừng đừng. Ôi ôi. Nè, đây đây xanh xanh nè. Ở trong đây khó đi quá. Bên đây nhiều nè. Nè, chả nè. Chả đó. Anh chả bộ. Né anh ra. Anh chả em với bộ, tự nhiên em né anh. Ơi, không có lấy của nhau nha. Trời ơi, cái này mà đang lạc 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 nửa tiếng mà quay lại không có cộng nào hết. Đúng không? Hình như có dục dưới đất không ta? Con bé nó khéo léo quá. Cô cho con xin đi cô. Nhưng mà này là tươi đúng không cô? Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Mình thấy bình thường. Bên kia chơi sinh là bình thường. Chắc con xin đi cô. Trời ơi, chúng xin đi cô. Mình chơi mình thực lực mình đâu cần xin. Lát người ta lấy xong rồi bên đó mình ăn cắp. Cứ xin cho nhiều đi, lát mình ăn cắp lại. Anh ơi, bên đây nhiều lắm. Bên đây nhiều hơn nè, bên đây nó xanh gì lắm nè. Em nãy giờ em hái được quá trời luôn. Anh. Ơi. Cô chỉ em ném như vậy nè, nhìn em nè. Thôi đừng giỡn, ném nó ra ngoài á. Không bao giờ rớt luôn. Ném sao? Dễ hả? Đâu để anh thử coi. Mẹo tôi. Ném đi. Nè. Không rớt được. Ủa sao em, từ từ em đi đâu, em đi hoài vậy? Em sợ anh lại gần. Anh đang lại gần em nè, em cứ đi hoài rồi. Em sợ anh lại gần, em phải né. Con bé này thiệt là đáo để chứ. Em hát lại nha. Ủa bên kia có. Ủa bên kia có. Có cái cây kìa. Em chết mình luôn á. Trời ơi. Em nói cái gì? Đưa đây, cống nộp nhanh lên. Tranh thủ 5 phút được thôi đó. 5 phút. Ờ, 5 làm phút đi, nữa. Làm đi, cống nạp cho ta. Chị là chị nhìn thấy bạn nữ là nhiều hơn em rồi đó. Cống nạp nhanh lên. Chị vô 15 phút mà. Thì thấy không, nãy giờ nắm tay em vậy sao em đi làm được. Đâu, em... Phải cho em kiểm tra chứ. À, kiểm tra coi, phải đỏ không không? Thấy có lá bự bự rồi đó. Không có lá bự. Đâu. Hái đọt trà nha, nhớ là hái đọt trà cho chị nha. Bây giờ em thấy lá bự đây, em lấy mấy lá bự đó cho coi. Không mà. Trước mình rồi, thống tay trên mình rồi. Bạn nữ cơ cấu rồi. Ban tổ chức đưa ra quy định là mình có thể chơi mọi thủ đoạn miễn sao nhiều hơn. Anh để ý nãy giờ luôn. Rồi nước anh chuẩn bị tấn công rồi đó. Lại đây nè, lại đây nè, cây này màu vàng nhiều lắm mà. Không. À, anh coi coi, bích kỹ vậy. Mình đổ ra nhiều. Chị hết giờ luôn đi chị. Một phút cuối cùng đó. Hồi nãy tại em lỡ em quăng ra ngoài hết rồi. 10 9 8 7 6 5 Nhanh đi còn có 4 giây. Anh dừng. Đây, nhanh đi, nhanh lên. Một, hết giờ. Hết giờ rồi. Rồi, như vậy là sau thời gian 15 phút thì hai bạn của chúng ta đã hái được chè đây. Trời ơi, bạn nữ này sao hái giỏi dữ ta. Dạ. Quá nhiều luôn nè khán giả. Chấp mọi thử đoạn á chị. Quen nặng lắm. Quá trời luôn, bạn nam đâu nào. Rồi đấy. Nặng lắm. Cái gì coi của bạn nam chút nặng quá hả? Nặng lắm, không lên được. Đưa chị coi thử coi này, chắc chị nhấc một tay quá à. Không, nặng lắm, không được. Không. Đây, bạn nam. Trời ơi, chị có tay này, em thấy không? Còn bạn nữ này nặng quá, chị phải khênh hai tay đó. Bây giờ phạt đó chị. Tự nhiên là em rồi.
Chị nhìn đi, trong đó có mấy cái lá nè. Em móc cho nè, lá này nè. Trọt đâu bự dữ vậy? Nè nhìn lá em nè. Gọi là lá tươi đúng không? Em là em bước. Nè, em nói anh nghe. Em bước hạng A nè, có lá tươi em tẹo. Em nói anh nghe nè, cái nào á mà cái lá này nó non, cái màu này. Còn cái lá này nè, cái màu này nè. Nó mới là chè. Nghe chị bông vô công bố kết quả nha. À, bạn nữ á thì đúng là rất là nhiều chè đúng không? Hái được rất là nhiều chè. Còn bạn nam thì rất là ít. Nhưng mà chị quan sát thì chị thấy là cái chè này nè là bạn nữ là có được nhiều này là do đi xin của mấy cô. Đúng rồi. Đúng không? Chính xác. Không ít thôi. Còn bạn nam á là mặc dù là hái được rất là ít nhưng mà bạn nam lại là tự hái. Đúng rồi. Không hề xin của ai hết. Chị ơi, anh ước chè quá, cái này thôi nhưng mà thôi để em nhường cho em, nó thắng cũng được. Thôi, cho nên là chị làm giám khảo thì chị phải công nhận rằng là bạn nam là người chiến thắng. Mặc dù là bạn nam ít hơn. Chạy vòng lại đít liền. Ăn ở. Phản quan. Nhớ nha, tua lại đít. Tua lại cái đoạn mà lúc nãy anh đi bắt chôm của Nhung. Và tua lại cái đoạn mà anh đi bắt đã đi xin như thế nào. Trời, cũng nhiều bộ. Em hát lại nha. Ồ bên kia có như thế nào? Em mắc cười quá. Anh mắc cười. Mình là người đi chung nè, anh cho em nè, đó, thấy chưa? Có nói gì đâu. Mình mới qua mình coi nhau chút xíu, bắt đầu chạy vòng kiểu không có tình thương, mến thương gì hết. Thiệt luôn á, giờ mới thắng đúng không? Rồi. Để anh thắng cho. Em nhường anh luôn á. Bây giờ hai bạn à, tạo lại một cái không khí hòa thuận như ban đầu đi cho chị được không? Dạ, em cũng cảm ơn chị Vy vì đã cho tụi em cái thử thách cũng như là cho tụi em được trải nghiệm một ngày được đi hái chè. Cảm thấy rất là vui và cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Hy vọng là những cái trải nghiệm vừa rồi sẽ lưu lại ở trong các em về quê hương Bảo Lộc của chị. Yeah. Yeah. Xin chào mọi người. Thời tiết Bảo Lộc đã biến động. Bây giờ đang lạnh cống luôn. Nên là tụi Nhung phải mặc rất là nhiều áo ở trong người. Cảm thấy rất chơi vơi. Qua những cái thử thách vừa rồi thì anh có rút ra được những cái kinh nghiệm hay những cái trải nghiệm gì mới không? Có chứ, có nhiều lắm. Tại bản thân má từ đó giờ chưa bao giờ mình hái chè cả. Còn em? Đây là lần đầu tiên mà em tới Bảo Lộc. Thì thật sự trước giờ em chỉ đi Đà Lạt thì đi ngang qua Bảo Lộc thôi, chứ em chưa có ghé qua Bảo Lộc. Chỉ có điều là bây giờ thì lạnh quá thôi. Lạnh giả man luôn á. Rồi, đứng đi em ướt, đem đi qua anh lấy cho. Rồi. Okay. Lạnh tới nỗi mà giấy cũng không còn đứng yên được nữa. Bây giờ bạn hãy xin ở trọ tại một gia đình có nghề truyền thống của người đồng bào Châu Mạ. Từ xa đến Bảo Lộc lập nghiệp. Lưu ý không được nói tên chương trình khi xin ở trọ. Ôi khó vậy. Còn bản thân bây giờ không biết được là cái làm nghề truyền thống của đồng bào Châu Mạ là gì nữa. Chớ rồi, vậy là mình sẽ phải đi tìm hiểu thông tin này là cái gì và xong mình mới hỏi được cái ngôi nhà đó là đâu. Đây là lần thứ hai tham gia cho nên là may mắn, chắc là có kinh nghiệm hơn chút về cái phần gọi là xin ở, xin để được mình tá túc để mình được qua đêm á, thì chắc là BMAT có một chút lợi thế tại vì mình đã được đi một lần rồi và cũng đang rất là hứng thú với những cái thử thách mà chương trình đặt ra cho mình, tại vì BMAT cũng là một người rất thích trải nghiệm. Em cũng có vẻ là phải tìm một cái gia đình mà không phải là người ở Bảo Lộc cho nên là em phải hỏi. Ok, anh cũng chúc em may mắn nha. May mắn nha. Nghe nào, khi nào kiếm được nhà gọi cho em. Đúng nha. Rồi, khi nào kiếm được hạnh phúc nhớ gọi cho anh nha. Anh đi nha. Ok. Đừng rộng và dài, cứ bước đi. Bảo trọng. Cẩn thận nha, cái chân nước nó trôi đó. Ở đây dốc nhiều lắm, nó bảo trọng. Okay. Để anh kiếm sớm nha. Ở đây mà ngủ ngoài đường là thiệt á, hơn cô bé bán gym á. Vậy là hai bạn trẻ BMAX và Nhung Gumiho phải chia tay nhau để một mình thực hiện thử thách đặc biệt của chương trình. Vô again. Mình đi thôi các bạn ơi. Trời Bảo Lộc hiện giờ đang mưa và rất lạnh. Bóng tối đang ập đến rất nhanh. Liệu với kinh nghiệm đã có, BMAX có tìm được nhà trọ sớm hơn Gumiho? Còn Nhung Gumiho có vận dụng được sự khéo léo của mình trong việc xin trọ? Tất cả sẽ được trả lời trong tập tiếp theo của Lữ Khách 24 giờ.